với in chứ. Mà cái dáng này nhá, dáng móng này còn không cần phải mài rũa gì luôn cơ. Đẹp lắm luôn à. Kín mít luôn. Vừa in chân móng mỏng dính. Tính ra là mình làm được 40 bộ nhưng mà lại chắc chắn là tiết kiệm mà như này là có khi được hơn đấy. Kín không khí như này nha mọi người. Kín không khí thì nó sẽ không có bao giờ nó bị ấy. Vừa in nhỉ? Sao ngón nào cũng vừa in đẹp luôn. Em ơi, em inbox giúp cô với. Có người trả lời luôn đó. Đấy, vừa luôn. Đẹp. Móng này hàng vừa mới về xong. Đặt 6 tháng mới có. 6 tháng họ mới làm theo đúng ý của mình. Đấy, vừa xinh luôn. Cái nào cũng vừa. Con cắm cơm đi con. Cắm xong cơm rồi đi. Không, thịt gà đấy phải rang lại vì nhạt quá. Hiểu chưa? Ăn nó không có ngon. Rồi, ta kia. Vừa xinh luôn mà không có cộm, không có gì cả. Nó rất chi là mỏng nhé mọi người nhé. Bởi vì nếu như móng úp mà nó không có mỏng ấy, nó không có mỏng, nó không có độ cứng ở trên tay thì nó sẽ bị bí. Mà bí như vậy thì nó không để được lâu ở trên tay đâu ạ. Cái này thì để rất là thoải mái như tay thật bình thường của mình. Có đấy rồi. Có, không phải có canh rồi mà là có rau rồi. Không có. Vào cứ như sinh ra để dành cho nhau ấy nhỉ. Thật, sao cô thích cái này thế. Chưa bao giờ có một cái móng úp nào mà nó ưng như vậy. Form đẹp hơn là form đắp móng bột. Okay. Hậu Đậu ơi, inbox cô. Không. Cắt mất đi một form. Cái này đỉnh của đỉnh luôn. Dáng là form cực là đẹp nhá. Hộp thiết kế nè. Vừa rồi cô về hai thùng hàng, cô đang bị vỡ mất bao nhiêu à. Đang buồn hết cả cái con người. Úi, xong rồi Hương ơi.
để cái là cái chai ở bên trên thì rũa, cầm rũa lên đổ hết. Form mọi người biết không, hôm nay đi bao nhiêu hàng không, đi hàng à? Hơn 100 hộp rồi. Cái này nữa. Mọi người không nhanh tay là hết luôn á. Ai không nhanh tay là hết nha. Còn đang một đống đổ vỡ. Sau đó chúng ta vẫn mài mặt bình thường. Ta phải tắm ngay ở trong kia. Khuôn đẹp như khuôn đẹp hơn cả khuôn đắp bột luôn. Khuôn đẹp còn hơn là khuôn đắp móng bột luôn ấy. Mà lại đúng độ cong nhá, độ gù nhá. Đây nhá, đẹp. Ơi là đẹp. Chung nào cô cho em làm mẫu nhá. Ok. Mai làm luôn. Xếp hàng. Cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân chỉ để dành đi về nấu cơm và đón con. Mà cái form này đẹp thật ấy, chứ mình mê. Ô cái thằng Grab đi từ Sài Đồng ra mà nhanh nhỉ. Một cái hộp này nếu làm bình quân ra là nó sẽ được 40 bộ. Nhưng mà nếu mà làm tiết kiệm thì nó có khi được hơn. Có nghĩa là à giống kia cứ gọi thằng nào nhận thì nhận cái gì. Thế mới bảo là sao tự dưng lại nhanh thế, giật cả mình. Mọi người ơi, mọi người ai lấy hàng thì inbox nha. Inbox có người trực trả lời luôn á. Dáng đẹp nhỉ. Dáng mình cứ vẫn đi khử dầu. Tiếp theo chúng ta sẽ sơn. Cái chai sơn này là ở set số 1 nha. Set số 1 mã 24 chai. Trời ơi. Móng nó còn nét căng à nhỉ. Okay, 30 giây. Đâu biết quên cái gì đấy. Liên kết. Đúng không? Đâu ra thôi.
cuộc đời này đấy, nhiều lúc cứ đang nghĩ đến cái con Trang kia kìa, thành ra là quên bố liên kết đấy. Nhiều lúc bây giờ tuổi già thế đấy, tự dưng cứ phập phi sơn thôi. Em tưởng là cô mẫu thì không cần liên kết. Không cần chứ, cái gì cũng cần hết, nếu không có liên kết độ bền sao cao được. Thế mà cũng cuối cùng cũng nhớ ra. Ôi chán quá. Buồn cười chết đi được. Lại còn cứ ngồi mà lét căng. Khổ ghê. Già rồi. Mình muốn ngắn thì mình cắt thôi Trần Nhung ơi. Em cắt ngắn đi thôi. Form của nó vẫn đẹp như thế mà. Thật ra thì móng, mình muốn móng dài nó mới khó, chứ còn móng ngắn thì đơn giản. Móng ngắn thì cắt ngắn đi thôi. Chứ còn nếu mà móng ngắn mà mình muốn dài thì mình mới không có ấy được. Mình mới không có làm dài được cơ chứ còn. Cứ đi học đi thôi. Tỉnh táo ơi, đi học đi. Hàng về mọi người xem clip mọi người biết đấy, hàng về 2 thùng thật đấy, nhưng mà cũng lại ra đi một cách gọi là nhanh chóng, không có nhiều đâu. Hôm trước về được 100 thì đi 101, hôm qua về được 200 thì sáng nay đi 60 rồi. Đấy, đẹp nhỉ, sao tay đẹp thế nhỉ. Màu này đẹp cơ ấy. Màu này là trong set số 1, set 24 chai nha. Cực kỳ là đẹp. Sơn có thể để được 4 đến 6 năm. Đón con này. Cái form này ấy, nó khác form kia. Tại vì cái form kia đợt vừa rồi hồi đầu ấy, lấy thì nó rất là đẹp. Sau thì nó làm ẩu ấy. Nó làm ẩu để đặt theo giá thị trường người Việt Nam cho nó rẻ đi. Thế là nó bị dày quá. Nó bị dày quá nên là cô đang bắt nó làm lại. Nhưng mà từ năm ngoái năm nay nó cũng đã trả lời mình. Chưa hàng chưa về. Mấy đợt vừa rồi bị tắc biên ấy. Nên là nó làm vỡ nhiều. Trần Ngân ơi, em inbox đi. Inbox nha. Sơn nốt 2 nước để làm cẩm thạch. Cẩm thạch ngăn đá. Nét luôn đúng không?
Mọi người chia sẻ giùm mình nha. Hiểu chưa? Hiểu cách nào cầm tay chưa? Hơi hiểu hiểu à? Hiểu một chút. Hiểu một chút thì sẽ hiểu được nhiều chút. Sấy quá. Mình chỉ dậm một chút thôi. Đúng rồi. Chân nhân. Thật ra là dễ mà, đúng không? Đâu có khó đâu. Mình thật ra cái này nó dễ lắm. Không có gì là khó cả. Quá dễ luôn. Đẩy lên cho chắc ăn. Thật rơi mất. Rơi này, nó rỉ này. Lọ ra hả cô? Ra. Muốn đỡ cho nó đều nha. Nó đẹp. Thế mà học em phải mua lọ đấy nhỉ? Mua về mà làm chứ. Mua về làm. Chị yếu là làm. Bây giờ chúng ta đi qua một lớp liên kết để chúng ta mài cái này nha. Đi qua một lớp liên kết trước khi ấy nè. Qua một lớp liên kết để cho nó giữ cái khảm chai trước. Rất là xinh. Lớp liên kết thứ hai xong đó mình mài qua đi. Mình mài qua cái gồ ghề bên trên đi. Chúng ta mài qua cái bề mặt này đi nha, mài qua bề mặt bên trên này đi này. Đấy, mài qua đi cho nó đỡ xước. Ok, nhẵn rồi. Đây là lý do tại sao mọi người cứ hỏi là ôi sao sao em làm nó lại cứ bị kiểu như là nó không được nhẵn này. Thì đây bây giờ đã nhẵn rồi.
Sau khi chúng ta mài xong, chúng ta sẽ viền lại. Chúng ta sẽ dậm lại. Hương ơi, xem là đã xong rồi chưa em ơi? Lối mi. Đấy, đi vào đây giúp chị. Để, không đi đường này thôi mà, có sao đâu. Cùng là một phòng mà. Ngồi với chị ăn đùi. Yeah. Chị ăn đùi. Chị ăn đùi hả? Xiên của nó là đùi. Dạ không có gì ăn đấy cho chị ăn với. Chị ăn chị cảm ơn. Chưa đi lại Vân Đá mà. Bây giờ chúng ta sẽ đi hoa nổi nha. Hoa nổi thì chúng ta sẽ đi cái hoa như mọi lần nữa, mà chúng ta sẽ đi hoa cúc nha. Thì khi muốn làm được cái hoa bột đẹp thì chúng ta lên có cái giấy thấm bột. Con dọn đây là ma ra ghê đơ chị Hương. Đấy trong vơ vơ cái hoa này. Cái này nó dính nên là chúng ta sẽ đánh bóng trước ạ. Bụi. Ơi, nó gì? Có việc gì? Thì làm sao? Thì rang thịt gà lên cho nước mắm vào. Có đổ nước mắm vào nhá. Chúng ta sẽ làm hoa ở hai ngón này, hai ngón giữa, đắp hoa nổi ở hai ngón giữa. Đắp hoa nổi ở hai ngón giữa. Đấy, như móng úp trên tay của cô đấy, chả đến hơn 3 tuần rồi nó có làm sao đâu. Không đợi nào.
sao nó hình như sáng quá sao nhỉ? Nhìn nó có nó bị lóa nhỉ? Hình như sáng quá sao nó bị lóa? Đâu làm gì mà sáng quá đâu? Nhỉ? Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi đúng không? Ừ, nét rồi đúng không? Vừa nãy sáng quá. Chúng ta lấy 3 viên bột. Đặt sẵn ra giấy. Chúng ta lấy 2 cục 3 cục bột một xoáy tròn. Kéo dài về phía dưới nòng mình. Lấy một ít màu xanh, dậm cánh hoa, tán đều cánh hoa. À, màu xanh mình lấy ít thôi nhưng mình pha loãng ra thì khi tán cánh hoa nó mới đẹp. Nếu mình lấy nhiều quá thì tán cánh hoa nó sẽ bị vón cục thì nó sẽ không có đẹp. Tán mỏng thôi. Tâm Tâm ơi, em inbox đi.
sổ mũi cô ạ. Luôn ăn buồn ngủ sao? Đúng không? Bây giờ nó buồn ngủ thế. Mọi khi em khóc là buồn ngủ. Còn tự nhiên rơ rơ quay quay. Uống cái viên thuốc gì đấy, cái viên thuốc em mua buổi trưa em đi kia em mua ấy. Em sao thấy bây giờ nó cứ chiếu chiếu mắt vào ấy. Lấy hai cái một trước đây. Bao giờ cái cánh chính thì mình cũng phải cho to. Cánh phụ thì mình sẽ để ngang, thấp hơn một chút để mình cân đối mà. Chứ nếu mà cánh chính mà cho nhỏ quá thì cánh hoa nó không có bay. Cái giấy bột này là cái mà để cho mình tách cái lưu huỳnh ra khỏi bột, nó cho nó không bị có bị nhão. Bột thì rất chi là dẻo rồi. Đẩy hai bên. Chúng ta dậm màu xanh. Đi nhẹ thôi thì cái màu sắc nó mới không có bị ấy. Mắt cô chả nhìn thấy gì. Ừ thì nó kiểu nó cũng mờ mờ nhòe nhòe. Không nhìn thấy được. Sau đó lát nữa chúng ta sẽ lấy bút gel chúng ta vẽ. Chúng ta sẽ vẽ râu. Xinh nhỉ? Còn càng đét ra. Em dùng đi, cô chưa dùng đấy. Không em ơi, ẩn sơ cứ không cần đắp treo. Đây là móng sơn trên tay thật với này. Móng úp bình thường thì đâu cần đắp treo lên đâu. Mà nó vẫn nhẵn mà, nó có bị ấy đâu. Đúng rồi, em cái ngón tay của em ấy. Để ấy đi. Ừ, Hương ơi Hương. Xử lý hộ ngón này. Bạn ấy cho, bạn cho được không vào hết đấy. Mà qua đi xong rồi đi lại. Mà ấn vào.
vào. Kéo ra. Để trên bàn thôi mẹ. Tắm đi xong mẹ đây mẹ xong rồi mẹ và mẹ nấu cơm. Luộc ấy. Luộc đu đủ. Mẹ tự dưng thấy thèm đu đủ luộc. Ở quê toàn ăn thế đó. Cho nhớ là cái ngón cái bởi vì móng tay nó dài em hiểu không? Nên là nhớ là ngón cái cho nó. Cả ngày vui thì dưng buổi trưa gặp chuyện buồn. Bây giờ có cả thấy lòng nó cứ buồn trống vắng. Nó có cảm giác nó buồn. Nó quá kệ. Tự dưng mình thấy buồn đấy. Mày biết bao nhiêu lần tao cái gì tao cũng suy nghĩ rồi. Mày nói không đâu. Suy nghĩ không rồi. Thấy chấp nhận được. Thả ngón tay xuống thế đúng không? Sau đó chúng ta sẽ vẽ gen nhá. Chị để vẽ lại đi. Vì thế này mày nó ở giữa. Nó ở giữa nên là khi mà mình móng tay dài ấy là mình phải để làm sao để cái ngón tay cái của mình ấy nó vào được đèn chính giữa chứ đừng để kiểu như ở rìa ấy. Đẩy ra hai bên sau đó kéo xuống. Phao ly cất ở trong ghế rồi đấy. Chúng ta đẩy đè bẹp ra. Để vì lát nữa mình còn trồng một tầng nữa nên là chúng ta sẽ đè bẹp ra và kéo. Đó, mình sẽ trồng cánh ở đây nên là nếu mình để dày quá thì cái cánh vào nó sẽ không được đẹp. Chúng ta đang đi 3 lớp cánh mà.
cánh chồng lên chúng ta cũng đẩy đẩy xuống như này, kéo về phía bên trên, kéo đẩy kéo dài cái bột của mình lên, vuốt vuốt dài. Em à, máy của em à. Thì sẽ ra cái bông hoa hướng dương, hoa cúc đậm màu xanh. Những màu xanh này chúng ta cho lát ra thôi. Hả? Ừ, nó nhạt mà. Bút lặn hoa này rẻ lắm em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ấy nhá. Chúng ta sẽ đi đi dâu ở bộ set vẽ treo nha. Bộ set vẽ treo 9 cây. Chúng ta sử dụng bút vẽ treo. Chúng ta tỉa cái dâu ở đây này, tỉa dâu hai bên. Ví dụ như này, nếu như mà ấy quá thì chúng ta sẽ muốn vẽ được cái dâu rồi mềm mại và đẹp thì chúng ta phải có một cái bộ bút. Thì nếu mà bút mà cứng quá là không có vẽ được.
Quên rồi, không cầm máy ra đây rồi. Bi ra đây rồi. Sao cái cảm giác điện nó ấy thế nhỉ? Điện nó kiểu như nó bị ấy quá ấy. Con sao cứ đâu nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng bút này, bút treo gắn đá. Bút treo gắn đá chúng ta sẽ đi bi ở đây nhá. Treo này dùng để gắn bi. Chả nhắm mắt mình mờ à? Mình chả nhìn thấy gì. Tiếp theo bên này đẩy treo vào đó, sau đó mình sấy. Ok. Thì cái viên bi đời của mình nó sẽ không bao giờ nó bị bay. Okay.
Sau khi chúng ta gắn xong thì chúng ta phủ thêm một cái lớp treo ở lên nữa này. Phủ để cho nó chắc luôn, nó không có bị bay nữa. Bây giờ thì cũng đã chắc rồi nhưng mà mình vẫn muốn phủ thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi liên kết. Chúng ta sẽ đi liên kết để chúng nó gắn đá nha. Sử dụng tông màu xanh luôn. Không sử dụng tông màu xanh đậm hơn. Cho nổi hẳn. Đá màu xanh này cũng đẹp. Lê Phương. Phương Lê. Ok. Xinh nhỉ. Xanh này thích nhỉ? Đẹp. Đúng cái màu mình yêu thích cơ. Cô thích màu lắm. Cô thích màu xanh. Ok. Nhớ nhá, nhớ ngửa cái ngón tay cái lên nhá. Không là này lúc là này không có vào đèn hết. Chúng ta sử dụng cái tốp gắn đá, gel gắn đá này thì chúng ta nên sử dụng cái gel gắn đá nó đặc một chút nhá. Cái gel cô đang làm này nó hơi loãng. Cái bay ấy. Nên sử dụng cái bay nó đặc hơn tí. Bay này loãng tuyệt đấy. Mình cứ tiện đâu mình cầm đấy. Anh ơi,
anh hộ em những cái này cái cho đỡ vướng ấy. Sau đó chúng ta đẩy là đẩy tốt đấy, cất hết đấy, là set số 1 đấy, đẩy set số 1. Chúng ta đẩy đẩy tốt lên và chúng ta kéo xuống đây này. Phẳng, form đẹp. Đây cô đang cố định đá để giữ đây, bằng tốp đây, à bằng treo, à bằng liên kết gieo đây, hai lần đây, một lần thì đánh đá này, một lần thì là ấy này, một lần thì là đẩy đẩy sát chân vào này, sau đó chúng ta đánh tốp lên là được. Cả đá này nữa luôn nhá. Đá xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh nước bóng. Vừa cắt hết gì? Đâu? Bây giờ chúng ta mới đánh bóng này. Cái bóng, cái tốt là về bóng à, đặc. Kìa, tốt mới như mình đặt rồi đấy. Đặt này, 500 chai rồi. Bóng nhẫy, bóng hơn cả cái tốt này. Tốt này đã gọi là mình đã ưng rồi ấy. Nhưng mà cái tốt kia nó còn bóng hơn, thành lại phải ưng hơn. Tuyệt đối không bao giờ đánh bóng lên hoa nổi nhé. Bông nổi này mà đánh bóng lên là nó sẽ bị không còn đẹp nữa. Xong rồi mình cứ nghiêng 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 ấy, cứ ví dụ mình cứ nghiêng đi nghiêng lại cho đều đều cái đèn ấy, móng tay ra mà. Quá ngớ ngẩn nên mình không biết để đâu đâu. Em vào trung tâm đây, em inbox đi, xong em nhắn tin em thích đồ gì thì mọi người sẽ gửi hình cho em chọn. Đây em có giày đâu, em nhìn này. Móng đây nhá, nhìn này. Đặt này. Có giày đâu? Ngửa lên luôn này. Không dày một tí nào luôn. Cái quan trọng là mình kéo đều tay hay không thôi. Mình kéo đều tay như nào chứ không phải là dày.
Móng úp số lượng có hạn nha mọi người.